Mình xin chào cả nhà. Nay mình ra đây mình nhổ cải. Dưa để mình làm dưa. Ba cái cải của mình á, mình trồng nó không có được tốt như của người ta. Cắt ngang á, cắt ngang cho nó không có lên thân. Cắt ngang. Đây 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 đây. Để em thấy dưa đây. Những con làm chứ. Cải của mình cây nó không có bự không. Thấy người ta trồng sao cây bự quá trời luôn, mình trồng cây nè. Nó nhỏ nhỏ không. Nó thua năm rồi, nó rau rồi mình trồng nó tốt hơn. Đây. Đây cải mình nhỏ nhỏ nhưng mà mình không có xịt thuốc. Cây nhỏ xíu à. Cải thì cây nhỏ nhỏ bằng cái vạt của người ta. Cái này có gầy. Nó có gầy nữa nè, cây này có gầy. Cải có gầy vô giữa. Vũ vũ ra, vũ trời bớt thôi. Cây trường khá. Đủ làm dưa ăn. Mình cắt được cần xé. Giờ mình để lên mình phơi cho nó héo mình làm cho nó ngon. Có nè, đây đây. Cái này ít hơn năm rồi tàu ngon hơn, nhiều hơn. Thôi mình có cái ớt nè. Mấy cái mì xiên của mình nó lấy sáng cho nó ăn tiêu hết trơn. Tầm 3 cây gì nè. Cải mình chẻ làm hai ra. Cải mình có xíu không? Hồi năm rồi mình trồng ở trên má mình á, cây cũng bự hơn cây này. Nó không có bự bằng của người ta nhưng mà nó bự hơn cây này. Năm nay sao mình trồng ở đây dở quá. Không tốt không? Mà cải không tốt mình cũng ăn cũng ngon. Tại vì mình trồng mình không có xịt thuốc. Mình chịu cực mình bắt sâu mình không có xịt thuốc. Mình làm dưa cải mình có hành nó thơm ngon lắm. Nên mình thấy hành nó cũng rẻ nè, nó không có mắc. Thế mình mua hành mình để vô cho nó thơm ngon. Rồi cải mình rửa xong rồi. Giờ mình bắt nước lên đặng mình tụng cải. Mình bắt nước lên mình tụng cải. Mình sơ rồi mình tổng cải. Mình tổng sơ rồi cái mình lấy ra cho cải mình nó giòn ngon. Cái hành của mình tụng xong rồi. Mình rửa sạch rồi mình mới tụng. Bây giờ cái nước tụng đó thì mình để muối với để đường vô. Mình nấu cho sôi lên cái mình để cho nguội. Rồi cái cải này mình ủ một đêm. Đặng cho cải mình nó đỏ nó ngon. Đây mình có cái hạp nè. Mình chuẩn bị cái hạp này để mình nhận dưa cải. Cải với hành của mình ủ nó vàng rồi nè. Mình tụng nước sôi xong rồi cái mình ủ, ủ cho hành với cải nó vàng cho nó đẹp. Giờ mình cắt hành ra. Đừng cho nó vắng vắng lần nữa mình dễ ăn nó không bị dai. Cái cải của mình ủ nè, ủ nó màu vàng nè. Chứ mình nhận liền nó không vàng. Mình dắt thiệt ráo cái mình cho nó vô cái hạt. Để một lớp cải, cái một lớp hành đây cho nó thơm nó ngon.
Cái hạt này nhận còn có 6-7 ký cải rồi mà. Mấy trái ớt này vô luôn. Mình làm tống hủ thấy hủ thấy gì ta. Cái nước vô mình lượt. Này có người ta làm cái người ta dắt nước cơm á. Do nước cơm do cái người ta chế vô cho nó mau chua, còn mình không có chế. Giờ mình để đậy lấy lá chuối mình đậy lên. Đậy cái mình lấy cái miếng dĩa mũ múc nước mình dần lên cho nó chìm xuống. Mình xin chào cả nhà. Năm mới mình chúc cả nhà an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Hôm nay mình sẽ làm cái món bánh tráng cuốn dưa cải củ kiệu. Ở đây là mình có thịt nè, thịt mình mua sẵn tại vì mình sợ vừa qua Tết thì người ta không có làm thịt heo bán, cho nên hôm rồi mình trong Tết thì mình mua để sẵn. Đây là thịt heo của mình, giờ mình chuẩn bị để mình gam. Còn đây là tép mình đổ dớ nè, đổ dớ cái mình gom gom mình có tép nước này nè, con ngon lắm, con bự chán nè. Còn đây là dưa cải của mình, dưa cải mình có lạc xưởng nữa. Vậy đây là dưa kiệu của mình, ngon lắm. Giờ mình mời cả nhà cùng xem mình làm cái món bánh tráng cuốn dưa kiệu với lại dưa cải. Mình đập tỏi vô, mình ướp tỏi vô cho nó thơm. Mình băm nhuyễn ra. Cái đồ bắp tỏi của mình hôm rồi á, tự nhiên cái nó lạc mất cái ruột ở trong mà, cho nên mình không có bóp được. Cái đồ bắp tỏi của mình nè, tự nhiên nó lạc mất cái ruột ở trong rồi, mình kiếm quá trời kiếm luôn, kiếm không ra. Vì nên không có cái lòng ở trong này, cho nên mình không có bóp được, cho nên hôm nay mình băm không à. Mất cái này mình buồn thấy ghê luôn ạ. Mất cái này nè. Mình bỏ tỏi vô mình ướp. Cái miếng da heo này có miếng mỡ nè, để mình lóc cái miếng mỡ rồi mình thắng. Mình xắt miếng mỡ này à. Mình để vô chảo đừng cho nó ra, cái mình để tỏi vô mình khi mình gam thịt cho nó thơm. Mỡ mình làm nó thơm hơn dầu. Dầu chứ nó không thơm bằng mỡ. Nên mình ướp vô tí xíu nước màu với lại đường. Muối. Giờ mình bắt chảo lên cái mình găm thịt. Còn cái chảo trong đây thì mình chiên lạc xưởng. Mình lục lạc xưởng cho nó chín xong rồi để mình lăn lại với dầu. Bỏ mỡ vô cho tan mỡ ra hết. Thì cái mình mới để tỏi vô cho nó thơm. Lạc xưởng thịt bò của mình nè. Để tỏi đi cho thôi. Tỏi thịt đi ra. Để thịt nước vô thịt cho thịt mình nó chín. Đường này mình chắc cái nước ra hết cái mình để cái hộp vô cối này mình đông. Vì ít chứ mình không có lấy cái cối ra sai. Còn hạt tiên nè, mình đổ vô đây mình đâm. Bữa nay thì mình làm cái nước chấm tương chao. Tương thì có chao nữa. Đây là chao nè, mình bỏ chao vô mình đâm luôn cho nó nhuyễn, cho nó cùng với tương luôn. Mình đâm ra cho nó nhuyễn nhiều. Đâm nát ra rồi, giờ mình tốt ra. Mình làm cái nước tương chao này nè, ăn ngon lắm, chấm ăn ngon lắm. Để miếng đường vô cho tương chao mình nó ngọt lại. Mình chế miếng nước vô cho nó lỏng lỏng ra.
mình đập tỏi ớt để mình để vô tiên giao cho nó cay cay, nó thơm ngon. Thịt của mình chín rồi nè, vàng nè. Cái này mình thổi ra nước dừa, tại vì cái nước màu dừa của mình á, mình hắn có dừa tới một muỗng thôi. Nước màu dừa có thể là cả hai cái dừa, hai đáy nước dừa. Thịt của mình tới rồi, mình nhắc hết. Mình bắt cái nồi nước lên, mình lột bát. Miếng giấm với miếng rượu. Còn nước này thì mình làm bằng nước mặn của mình, đây nước mặn rồi, cho nên không có để muối. Mình để cho cái dầu mình lăn cho nó vàng, mấy ngày cái da này thì mình ăn ngon lắm. Mình thử cho mình vàng rồi nè, rồi mình gấp ra. Nước sôi rồi mình để cát vô mình lột. Cát này lúc mà nó còn sống á, nhảy về sấu thì cái mình để nó đủ lạnh, cho nên giờ mình lấy cái con tép mình nó tươi trong mà. Nó y như là mình ở xong mình mới rớt lên nè. Để tỏi ớt cho mình thi. Chế tiên trà vô. Cát của mình chín rồi, thì mình đảo về đây. Cắt lạc xỉn nha. Sắp mình cuốn bánh tráng thì mình sắp mỏng thì dễ cuốn. À, sắp thịt gam ra, mình sắp lạp xưởng xong rồi. Lọt cát ra luôn, cái để lên mình ngồi mình ăn mình lọt nó lâu nữa. Giờ mình sắp dưa cải ra. Dưa cải này mình sắp mình cuốn bánh tráng, mình sắp mỏng mỏng cho dễ cuốn. Giờ cải mình để ngay chính giữa. Củ kiệu của mình đây. Giờ mới có nước chấm rồi. Chấm hèn có đậu hỏng nó mới ngon, mình để đậu hỏng đi. Đậu hỏng hôm trước mình rang mình làm bánh mứt còn nè. Rồi, ăn của mình xong hết rồi. Đây. Giờ mình bỏ dưa cải vô mình cuốn. Nghĩ dưa kiệu. Tép mình để sao vậy nè, mình cuốn rồi cái mới thấy được. Mình để tước cái mình cuốn không thấy. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Anh Tám cuốn dưa cải với củ kiệu của mình nè, xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình cho vui nha. Bữa nay thì con Nhật của mình á, bạn trai của mình á, nó đi làm rồi, nó không có ở nhà, nó về chơi có một bữa à. Nên giờ ở nhà mình chỉ có mình với ông xã mình với bé à.
mấy ngày Tết ai cũng lo khách khứa rồi bận biểu Tết nhất nên Hương nước cũng mất khách rồi nên không có xuống mẹ chơi được. Nấu nước một con ơi. Mình nướng chưa? Rồi. Nướng ngoài thôi, mình nướng ngoài thôi được ha. Đó, còn để đó, chờ còn để dùm cô. Cũng gì cải trước. Trà cuốn cuốn mật lầu. Con cuốn ấm nhát rồi. Cuốn ấm nhát thì vậy ngồi chấm mới được hết. Được chứ. Vậy nãy phải anh để cái nó chấm vô luôn. Cái anh khỏi chấm. Mời cả nhà cùng ăn cá cuốn với mình. Để mời chưa con? Mình quên. Hay ngon quá mình quên. Mời. Con mời cả nhà cùng ăn với con. Giống chị Phương hả mẹ? Thấy cha mời con mới nhớ. Giống chị Phương hả? Trời, nhìn thấy ngon quá à. Dưa cải á mẹ. Theo con thì con thấy ăn để vậy thì ngon. Mình phải ướp đường với muối vậy ha. Ngon có người thì người ta chịu ăn ướp đường ra. Ướp đường với ớt. Tỏi rồi vô. Mẹ theo con thấy con chịu ăn lấy ra vậy ăn nó ngon hơn. Bây giờ để tự nhiên ha. Mình làm cũng đâu có chua không? Dừa. Nên mình cũng không cần ướp. Cái luộc này gặp có 1 phút mà ở đây nó thấy á. Phút chơi có 1 bữa à. Cái bữa gì quê chứ. Cái về ngoại tư nữa. Để nhúng nào mà nhúng chặt. Nhúng con này mẹ. Đập xuống bò mình ăn nó ngọt kia mẹ. Thôi hai gì đó. Thêm cái thịt ram. Giờ Tết không thể thấy nào thiếu dưa cải chua. Lạc xưởng nè. Kiểu đập xưởng nè, nhớ có mấy năm là mình ăn mùa Tết mới ăn. Cái này là bữa đặc biệt của gia đình mình ngày trong ngày Tết. Đập xưởng thường thường là năm mấy năm rồi là mùa Tết mới ăn thôi mẹ. Tết có ăn, có khi có nhà Tết không có. Có khi mấy đâu có tiền đâu mua. Thường thường đó với bánh tét được, hồi là anh sợ nhắc em. Sợ anh đi. Đi không được. Chai cắp đi. Đó em đó. Chứ củ kiệu đâu á, thường thường thấy mấy nhà ngày Tết. Củ kiệu Tết mới có bán nữa. Tết người ta mới có bán kiệu chứ bình thường người ta cũng có bán kiệu. Hình như là kiệu nó làm theo mùa, chỉ mùa Tết thôi á. Hồi đó ông ngoại ông Tòng. Năm Tết, gần Tết là ông ngoại ông Tòng à. Chứ không có mùa. Năm có mùa á. Hồi đó mình ruộng tới có phân gom á. Người ta hồi đó ít nuôi gà vịt, giờ nuôi gà vịt nhiều trồng cũng được, nó bươi. Mấy gà rồi đó. Mình làm một vùng đâu đó. Hồi đó ông Tòng ở ngoài ruộng á, có phân gom ba ông Tòng, cái gần Tết thì ra nhổ vô. Làm như kiểu ăn chứ không có mua. Con tép này ăn nó ngọt kìa. Con tép xong, tép mình đủ giới mình bắt lên được con tép ăn ngon nè. Thấy mà cuốn không nè? Bây giờ con cuốn đẹp vậy, tại nãy nó mềm quá cái bánh tráng á. Nữa ăn nhúng chặt ăn đâu à nè. Rồi còn đâu đủ ba bánh nữa, cái nữa
Anh ăn cái nữa nè. Ngon à. Ăn mình làm đơn giản gì mà ăn ngon quá mẹ. Ăn ngon. Mà cái này đơn giản nhiều khi bình thường cũng không có rồi nha. Có rồi nha. Tép này khó kiếm hết chứ không phải dễ đâu. Dưa cải mình bình thường mình cũng đâu làm. Dưa cải mình đâu làm đâu. Dưa cải mình mua cũng có. Dưa kẹo mình có chợ không bán hả? Bán dưa cải chứ cây cải nó không có bán. Mà dưa cải nó làm sẵn thì mình ít cái khi nào mình mua đó. Mình chỉ tầm cải mình ăn với mình mua cây cải sống đó. Về cái mình làm dưa. Chứ mình ít mua cải dưa ở chợ. Với lại dưa kiệu nè. Tết mới có chứ bình thường đâu có đâu. Anh ăn thêm đi. Thôi, rồi. Còn thêm đó. Ăn 4 năm cuốn. Ngon quá. Để dưa cải vô đây. Ừ nè bé. Con tép xong này nó cái da nó cứng khi mình luộc nó thịt cái nó khô nó thịt da thịt da cái da. Còn tép con tép nuôi sao nó hai da nó mềm luộc rồi nó dính gì luôn. Ấy như đắp lột vậy mà. Bởi vì ta xử lý thuốc nó dính luôn chút hoài. Cái thịt nó mềm hơn. Ừ. Vì xử lý cho màu lớn á. Ừ. Còn xong tự nhiên nó lần nào lột lột. Mình làm để vô cái xài gọn ha, khỏi để dĩa tùm lum, khỏi rửa dĩa. Ừ. Ở này phải để dĩa rồi phải để 5 cái dĩa. Mà có lá chuối thì được, không có lá chuối thì để lá lá nghệ hả? Có nghệ nay tàn hết rồi, nó rủi hết rồi. Lá chuối thì nào. Có lá chuối được, không có mùa nước mặn khó kiếm được lá chuối. Qua mùa mưa kìa, ngại mình mới lên. Giờ có lá sung. Tép này gặp có một khúc ở đây lọt luôn kìa nè. Ông ta ăn lẹm lẹm luôn. Lẹm lẹm vậy chắc chừng 5 con à. 5 con là no rồi, ngán rồi. Không có ăn nhiều nữa. Cho nó... Nhật có cho tập nó ăn cơm. Cơm từ 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 ra. Chứ uống sữa nó ốm quá. Nó cũng ưa hay ăn giặt. Kho mà ngậm kẹo. Kẹo kẹo ha, chứ ngậm có chút à. Thì bỏ chứ không có ngậm nhiều. Thấy kẹo ham. Mắt cười mà đưa mình sữa, cà táp, cà táp thì cười. Làm bầu. Nó biết bú của em đó, cái nói nó quê, cái nó không bú. Cà táp. Nó biết của em đó luôn á. Nó biết của em đó, nó đưa nó thôi thôi. Nó không bú. Nó là của em. Ngon bé, no chưa? Ngon. Ăn miếng con cải ngon không? Con cải giòn không? Cái này nhiều bỏ ra. Cái này ăn ba bún cuốn ngon. À, cái bữa ăn gia đình của mình á, mình làm đơn giản gì chứ ăn cũng thấy ngon mà thấy cũng khỏi nấu cơm luôn. Theo bữa nay là cái món tép này là mình khỏi mua, cái cải này là mình khỏi mua, ở nhà mình có. À, mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. À, mình xin chúc cho các anh chị và các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. À, mình xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.